Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 461 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập truyện của ngày hôm nay. Duy nghĩ chắc mọi người vẫn còn chưa quên ba cái tập truyện 448, 449 và gần nhất là cái tập truyện 454. Đó là những câu chuyện có liên quan tới một cái người thầy Pháp. Người này là thầy Sáu Liêm ở An Giang. Thầy này cũng chính là cái người đã giúp cho cái anh kỹ sư làm công trình ở Phú Quốc diệt đi những cái vong hồn của mấy con cẩu tinh ở ngoài đó mọi người. Và thêm một lần, ổng có tiêu diệt một cái con quỷ ở ngoài cây đa đó, rồi sẵn là đấu với lại cái ông thầy tên là Thạch Sơn ở An Giang luôn. Những câu chuyện này thì nó không có đi theo cái trình tự thời gian, tại vì cái tập truyện cẩu tinh ở Phú Quốc á là cái tập truyện sau này rồi, lúc mà cậu Sáu Liêm ổng cũng đã năm mấy 60. Rồi những cái câu chuyện ở gốc đa ở An Giang đó, những câu chuyện đó là cái thời mà ổng còn trẻ. Rồi trong cái tập truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục quay trở ngược thời gian về xa hơn nữa. Cái thời điểm mà cậu Sáu Liêm này, ổng chỉ mới là một cái thằng thanh niên 13-14 tuổi thôi. Và đây cũng là cái quá trình bén duyên với cái đạo Mao Sơn này. Đó, mọi người nghe xong mọi người sẽ biết tại sao mà ổng lại biết tới cái đạo Mao Sơn, trong khi hồi đó ổng chỉ là một cái thằng con nít bình thường thôi à. Câu chuyện nó là như thế này. Nói là nói ổng ở An Giang vậy thôi, chứ thiệt ra quê gốc của cậu Sáu Liêm này, ổng không phải là người An Giang, không phải là người miền Tây của mình, mà cậu Sáu Liêm là người ở Bình Định á. Cũng quá là trùng hợp luôn, tại vì cậu Sáu Liêm này là đồng hương với lại cái anh gửi lại câu chuyện. Đó thì cậu sinh năm 1962. Cái thời điểm mà mới sanh ra đó, thì do là đẻ ra trong cái thời gian đất nước mình còn loạn lạc, chiến tranh quá là nhiều đi, cho nên cái tuổi thơ của cậu Sáu á, nó cũng không có được trọn vẹn gì mấy nữa. Cứ tối ngày trong nhà, rồi phụ tiếp ba má gì nè. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó đó, do là mình còn nhỏ quá, mình cũng không biết là mình đã từng làm những gì, rồi ba má mình ra làm sao, làm gì, thiệt không có nhớ. Tại vì cho tới cái năm mà cậu Sáu 13-14 tuổi đó, hình như ở cái chỗ của cậu Sáu là ở ngoài Bình Định á, chỗ đó chiến tranh quá là nhiều đi, rồi cứ lo chạy giặc không à. Cha mẹ con cái chạy tứ xứ hết, đâu có biết là đi đâu đâu. Cuối cùng là lạc nhau luôn. Mà hình như cho tới sau này luôn, cậu Sáu mới biết được rằng ba má của mình đã chết, đã tử nạn trúng bom trúng đạn rồi chết ở ngoài quê luôn rồi. Bản thân của ổng, ổng chỉ biết lo chạy không à, cứ cắm đầu cắm cổ chạy hoài, cho tới khi mà ổng chạy tới cái vùng đất bảy núi An Giang này. Cứ tưởng đâu chạy được vô tới đây là im rồi, nhưng mà xui cho ổng một cái. Cái thời điểm mà ổng chạy giặc vô tới An Giang là năm 77-78 đó. Cái năm đó ở dưới này lại gặp cái nạn diệt chủng của Pol Pot Khmer Đỏ đó. Trời ơi, nổ ra rất là lớn ngay tại biên giới Tây Nam của mình luôn. Ai chưa biết có thể mở Google lên nha. Trời ơi, một cái thằng con nít từ ở miền Trung mà chạy về tới đây, chạy bằng phương tiện gì thì cậu Sáu không có miêu tả rõ. Nhưng mà về rồi tới đây thấy bà con người ta chạy quá trời, bây giờ mình phải chạy thêm lần hai. Chạy hoài luôn, người ta cứ đùng đẩy xô kéo nhau, chạy tới đâu thì mình chạy theo tới đó, chứ đâu có biết đường đi nước bước gì. Cho tới khi mệt quá, rồi nằm rồi xỉu, rồi mở mắt ra thấy mình đang ở cái chỗ nào mà toàn rừng rú cây cối không à, không có đường xá, không có chợ búa, không có ai hết trơn á. Chết rồi, chắc là mình bị lạc ở đâu trong rừng rồi trời ơi. Mà hồi đó đâu có biết An Giang là cái gì đâu. Cho tới sau này lớn lên thì cậu Sáu mới biết được cái chỗ mà mình lưu lạc ở đây, cái chỗ định mệnh của mình nè. Chỗ này người ta hay gọi là cái núi Phú Cường. Đôi khi nói Phú Cường á, có nhiều bạn không biết, nhưng mà người ta còn hay gọi đó là cái núi Tà Bét, núi Tà Biệt. Đây là một trong những cái dãy núi thuộc quần thể bảy núi An Giang mà nằm ngay tại tỉnh biên luôn nha mọi người. Do lúc này cậu Sáu mới có 14-15 tuổi thôi, bởi vậy Duy xin phép được gọi là anh Sáu đi cho nó gần gũi.
nằm ở đó ngọ ngoại mà dụi mắt thêm lần nữa, thì hình như là anh Sáu mới thấy là hình như mình đang nằm trong một cái chòi lá, mà kế bên toàn là rừng rú cây có không gì nữa nè. Ủa nhà của ai vậy trời? Chưa biết là nhà của ai hết, thì là mới nghe một cái tiếng giống như là có ai ngồi mà chẻ củi chẻ cây làm bụp 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 vậy nè. Mới mò xuống giường, đi ra đứng vào cái vách á, lú cái đầu ra coi thì thấy là ngồi kế bên hông nhà có một cái ông già. Ông đó thì nhìn già lắm rồi, thì anh Sáu đoán chứ cũng khoảng bảy mấy tám chục tuổi, tóc ông cũng bạc hết trơn rồi nha. Thôi mình nghĩ là mình biết cái ông này là ân nhân của mình, chắc ổng cứu mạng mình rồi mang mình vô đây đó, chứ mình chạy toàn đồng trống rừng rú không mà ai mà có nhà cửa gì đâu. Bước ra mới hỏi, ơi ông già, ông già cứu tôi hả, tôi cảm ơn ông già nha. Nghe tới đây thì chắc hẳn ai cũng nói cái chú Sáu là thời điểm đó tại sao mà mất dạy dữ à. Nhưng cũng do là chạy giặt rồi đâu có được ba má dạy dỗ gì đâu, bởi vậy ăn nói thô lỗ cọc cằn dữ lắm, chứ không phải là mất dạy hay là hỗn hào gì nha. Đó thì mới hỏi tiếp vậy, ủa ông tên gì ạ, cho tôi biết tên được không, rồi có gì cho tôi ở đỡ vài bữa nghe. Trời ơi, tôi không phải ở đây, rồi chừng nào mà hết giặt thì tôi về, tôi đi chỗ khác, cho tôi ở đỡ đi. Thì tự nhiên cái ông thầy này nè, ông mới ngồi, ông mới nhìn mặt của anh Sáu, ông mới nói như vậy, mày cứ kêu tao là ông Thất đi ha, ở đây tao gọi tao như vậy. Rồi ba má đâu, sao trễ rồi nên vậy? Khi đó thì anh Sáu mới nói, trời ơi, giặt giả rồi người ta rượt đuổi nhau chết hết rồi, ba má còn đâu nữa, giờ cũng không biết kiếm ba má đâu ra, thôi cho tôi ở đỡ vài bữa nghe. Ông mới nói tiếp câu gì nè, tao nhìn mày thì tao thấy cũng tội nghiệp, mà thôi chắc là cái duyên cuối đời của tao ha, cứ ở đây đi, đừng có tính tới cái chuyện mà đi đâu hết trơn á. Ông thầy Thất ổng vừa nói tới đó thôi thì tự nhiên trong nhà bước ra một cái đứa con gái. Đứa này thì cũng tầm khoảng 13 tuổi, nhìn là biết nhỏ hơn anh Sáu khoảng 2-3 tuổi đó. Anh nhìn nhỏ này cũng dễ thương, thì nhỏ đó mới hỏi với ông thầy Thất á, ủa tỉnh rồi đó hả ông nội? À, nói ra đây thì biết được là ở đây chỉ có hai ông cháu sống chung với nhau thôi. Nhỏ này nữa nè là cháu nội của ổng, mà hỏi ra mới biết nhỏ này tên là con Lúa. Đây cũng chính là cái người vợ sau này của chú Sáu luôn đó. Nhiều khi kêu là cậu, nhiều khi kêu là chú, là tại vì trong quá trình ổng đi làm cho người ta đó, có người kêu cậu, có người kêu chú là chuyện bình thường. Đó thì bây giờ sau khi mà anh Sáu này, anh mới thấy nhỏ đó dễ thương quá đi. Trời, lần đầu tiên mới thấy nhỏ bé gái nào mà nó dễ thương vậy luôn á, mà nó trạc trạc tuổi của mình nữa, mà thời điểm đó thì có biết yêu đương gì đâu, thấy thích vậy thôi hà. Cái tự nhiên là ông thầy Thất này, ổng mới giọt miệng ổng nói á, thôi được, tao cho mày ở đây 7 ngày, trong vòng 7 ngày này mày phải thay đổi được cái tâm tính của mày, mày đổi cách nói chuyện, không có nói chuyện mà mất dạy hỗn hào kiểu vậy nữa. Nếu sau 7 ngày mà mày vẫn còn cái kiểu cách nói chuyện vậy đó ha, mày không muốn đi tao cũng đuổi cho mày đi. Dạ dạ, con cảm ơn, con cảm ơn thầy Thất nghe. Đó, cảm ơn người ta, tại vì bây giờ cũng thấy mến nhỏ này quá à, muốn ở đây để mà chơi chung với nhỏ này. Rồi ổng mới kêu vô nhà nằm nghỉ đi, rồi hồi tao kêu nó dọn cơm cho mày ăn. Ăn cơm xong xuôi bắt đầu là đi vô buồng ngủ. Do cái nhà này cũng nhỏ, bởi vì là nằm kế bên san sát gì đấy nè, anh Sáu thì anh nằm kế nhỏ tên là Lúa đó. Hai đứa nằm kế nhau mà đau mặt nhìn lại vậy nè, kiểu con nít mà. Mà ông nội này thì nằm hoài không có ngủ, cứ nhìn người ta làm cho con gái người ta mới ngại. Cái chị Lúa mới hỏi, ủa sao không ngủ đi, nhìn tôi hoài vậy ông nội? Thấy dễ thương quá, lần đầu tiên tôi mới thấy gái gì mà đẹp quá vậy đó. Thì chị Lúa mới nói, nếu mà thấy tôi dễ thương, muốn ở đây chơi với tôi tiếp á, thì trong vòng 7 ngày tới á là phải ráng mà thay đổi nghe chưa. Có vậy á thì ông nội tôi mới cho ở lại được. Với lại nè, ông nội tôi rất là ghét những ai mà nói dốc nói láo nghe. Có cái gì là phải thành thật, không có nói dốc nói láo được, nói dốc nói láo là ổng đuổi đi liền á. Cứ nằm mà suy nghĩ hoài à. Thì một hồi cái ông thầy Thất á, ổng cũng có nói nữa. Ổng nói, mày nhớ những gì tao nói nghe, từ đây tới 7 ngày tới, nếu như mày ở đây mày không thấy cái gì hết á, mà mày không thay đổi được tâm tính của mày, là mày bị đuổi đi nghe chưa. Ý là ổng nói cho nhớ gì đó mà. Mà mình nghe xong mình cũng rất là thắc mắc, mình không biết là 7 ngày tới mình thay đổi tâm tính là mình phải thay đổi gì ta, có cần phải thay đổi gì đâu.
Mà thấy là thấy cái gì? Ở nhà này bình thường chứ có cần phải thấy cái gì đâu. Thôi cứ trằn trọc suy nghĩ hoài, hồi buồn ngủ quá cái cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Đang ngủ gì nè, cho tới tầm khoảng gần sáng á, mà không biết giờ đó là mấy giờ nữa, cái tự nhiên anh Sáu ảnh mới nghe ở bên vách nhà, nghe rất là nhiều cái tiếng của con gà rừng á, nó gáy lên nha. Mà mình đoán thôi, đoán giờ đó chắc cũng khoảng 4:30 sáng à, tại thời đó chắc cũng không có đồng hồ, bởi vì nghe nó gáy tưởng trời sáng không hà. Mà mở mắt ra thì thấy tối hù và đâu có sáng gì đâu. Nhưng khi mà nhìn lại cái gian nhà kế bên á, cái nhà đó không có để ở mà chỉ để thờ phượng này đó thôi à. Tại vì anh Sáu thấy là có rất nhiều bàn thờ ở bển. Hiện tại ở bển có cánh đèn cầy, có đốt đèn sáng trưng ở bển đó nha. Mà nghe những cái tiếng lầm rầm làm cụp cụp ở bển á, không biết là cái gì, tò mò dữ lắm. Cho nên là anh Sáu này ảnh mới bước xuống giường, ảnh qua đó ảnh coi. Khi mà qua tới đó thì ảnh bất ngờ ảnh thấy là cái ông thầy tên Thất á, ổng đang ngồi xếp bằng ngay trước cái bàn thờ, mà ổng ngồi ổng đọc lầm rầm, ổng niệm cái gì trong miệng của ổng á. Mới giờ này hà, mình đâu có dám bước qua đâu, chỉ núp phía sau cái cửa để mà nghe của ổng nói cái gì. Nhưng lạ một cái gì đó nè, anh Sáu ảnh nói nghe, ảnh cứ đứng ảnh nghe ổng đọc. Ổng đọc nhỏ xíu nhưng mà anh Sáu nghe hết, nghe mà thuộc, mà nhớ luôn những cái câu, những cái từ mà ổng mới vừa nói ra, nhớ hết. Tại vì vừa nghe ông nói mình vừa nhẩm trong đầu của mình vậy nè. Nó trời ơi, sao mà đầu óc của mình tự nhiên mà nó thông minh kỳ lạ vậy. Tự nhiên đang đứng nghe ông nói, rồi mình cứ lầm rầm trong miệng gì nè, cái ông mới quay qua ông nói gì nè. Nhớ được hết không? Nhớ được hết thì vô đây nói tao nghe coi. Vậy có nghĩa là ông đã biết hồi nãy giờ cái thằng này đứng phía sau nghe lén ông rồi, ông mới nói vậy. Ông có quay mặt qua nhìn đâu, ông biết đứng sau lưng ông mới nói vậy đó. Chết mẹ rồi, tự nhiên ông phát hiện ra rồi giờ sao ta? Chết rồi, có khi nào ông đuổi mình đi không? Đó bây giờ cũng không biết làm sao, không biết có nên là lộ diện không nữa. Nhưng tự nhiên nhớ lại cái lời của con Lúa, cháu nội của ổng á, nó nói là bây giờ nếu mà anh muốn ở đây á, là anh phải nghe lời của ông nội tôi. Tại vì ông nội tôi á, ổng rất là ghét những ai mà ba trợn, mà nói xạo nói láo, có cái gì phải nói thiệt lòng, không thôi là ổng đuổi đi á. Mình thì mình muốn ở đây, thôi chắc là không qua mặt được ổng đâu. Lú đầu ra luôn. Dạ, con xin lỗi thầy ơi, con xin lỗi, con không biết, tại con nghe tiếng, con tò mò, con nghe vậy thôi hà. Ổng nói mày bước vô đây, mày cứ vô đây. Tao kêu sao làm vậy, hồi nãy giờ nghe cái gì, thuộc cái gì, đọc y lại cho tao nghe. Ổng nói vậy chứ ổng không hề quay mặt lại nhìn nha, ổng nói sau lưng á. Sợ quá thì cũng bước vô, ổng kêu đứng trước bàn thờ đi, tao đưa cho 3 cây nhang. Rồi quỳ lại cắm cây nhang lên bàn thờ tổ, ngồi xuống đàng hoàng tử tế, hồi nãy giờ nghe tao nói cái gì thì nói lại cho tao nghe, có còn nhớ không? Sáu muốn chết, kêu sao làm vậy. Thầy anh Sáu này anh cũng đốt nhang xong cái quỳ xuống, ngồi trước mặt của ổng vậy nè. Anh Sáu mới đọc cho ổng nghe một câu vậy: Nam mô tiên sư tổ sư, tam giáo đạo sư, yến dương chi phụ, côi hư chi nương, lôi đình thiên tướng, giữ ngôi chủ trương, quân trận tương kính, phục giả duy lương, bất khí tương giao, thắng giả duy cường, linh phù trưởng chung duy nhân bại, đương ngô đạo giả tử, nghịch ngô đạo giả tổn thương, ái ngô đạo giả xương, ngô phụng lệnh cửu thiên quyền nữ tổ sư lỗ ban, thánh tổ đạo mẫu ngương quân luật lệnh sắc. Nghe anh Sáu nói xong thì ông thầy ông mới nói đây á là cái bài sắc lệnh tam tinh phù cửu thiên tổ sư. Đọc cái bài này á là để thỉnh tam thanh cung chiếu linh quang ha, bảo vệ mình khỏi những cái tà linh, những cái tà khí của cô hồn giả quỷ xung quanh ở đây nè. Đó thì nói chung nó sẽ bảo vệ mình khỏi những cái tai họa. Rồi những cái âm binh, binh gia, chiến sĩ, trận vong, bộ hạ này nọ là người ta không có làm huyên náo ở cái chỗ này, không có quậy quạng gì mình được. Bài chú này là một trong những cái bài chú phải đọc mỗi ngày để mà được tam thanh người ta ứng phó tùy thời. Rồi thần binh người ta sẽ ủng hộ mình hàng ngày, âm binh quỷ mị thoái tán nó cũng chẳng dám gần. Nếu muốn đọc được cái bài này thì cần phải ngồi thiền ha, ngày nào cũng đọc hết. Thôi thì bây giờ tao đọc thêm một cái bài chú nữa, tao đọc sơ lược qua lần, nếu như mà mày thuộc nữa thì tao mới khen mày hay à. Thiên địa quyền tông, dạng khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đế độc tôn, thể hữu kim quang,
Đại ánh ngô thân, thị chi bất kiến, thính chi bất văn, bao la thiên địa, dưỡng dục quần tính, thị tụng dạng biến, thân hữu quang minh, tam giới thị vệ, ngọc đế đồng ngên, phương thần minh lễ, dịch sử lôi đinh, yêu quái tam đảng, quỷ thần chí hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, đống tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn đình cấp cấp như lực lĩnh. Thì đây là một cái bài chú gọi là Kim Quang Chú, mà ở cái tập truyện trước Duy cũng đã từng đề cập tới. Trong lúc mà thầy Sáu này ổng lớn tuổi, ổng có lập một cái đàn phép rồi ổng đọc ra cái câu chú này. Lúc này thì Duy sẽ không để với phần bình luận mà Duy đọc ra luôn, là tại vì Duy muốn nhấn mạnh rằng cái anh Sáu này anh đọc lèo lèo nguyên cái câu chú dài thòn lòn vậy luôn đó, mọi người tin không? Đọc không sót một chữ nào hết. Thôi thì nghe tới đây, không biết cái ý ổng sao mà ổng cứ nhìn anh Sáu ổng cười tủm tỉm gì hoài. Ổng nói chắc là cái ý trời rồi đó. Thôi thì bây giờ thức luôn đi ha, giờ mà ngủ gì nữa, đợi tới sáng đó rồi coi ăn lúa nó chỉ dẫn coi phụ tiếp được cái gì trong nhà trong cửa thì phụ, rồi nó sẽ là cái người chỉ cho mày cái cách ăn nói làm sao cho nó mềm mỏng, cho nó ngọt ngào lợi, đừng có nói chuyện mà bóp chát quá nghe nó mất dạy dữ lắm. Thì cứ hàng ngày là vậy đó, sáng mở mắt thức dậy rồi cái tranh thủ phụ con lúa nấu cơm nấu nước, nó chỉ cho cái cách nói chuyện này nọ. Còn ban đêm thì phải đi ngủ sớm, cho tới 4 giờ là phải thức dậy để mà đi qua cái chỗ thờ phượng này nè. Ổng kêu ngồi đó rồi ổng chỉ dạy làm sao là phải nghe, phải nhớ, ngày nào cũng vậy hết trơn. Trong đó có cả những cái bài chú dài thòn lòn sau này đó. Rồi cho tới cái ngày thứ 5. Cái bữa hôm nay thì tự nhiên ông thầy Thất, ổng mới kêu anh Sáu đi ra. Ổng mới nói ở dưới tao cũng được 5-6 bữa rồi ha. Tới ngày hôm nay tao cũng quan sát, tao thấy mày thì cũng hiền, cũng tốt tính, nói chung là không có gì để mà tao chê hết. Chỉ là do cái thời loạn lạc, rồi ba má chết sớm, không có ai dạy dỗ kỹ lưỡng, thành thử ra là kiểu giống như không có ai mài dũa mày á, cho nên hơi thô lỗ, tao dạy mày được cái vấn đề này hết. Thế bây giờ nè, những cái bài chú, những cái bùa phép gì đó, trong 5 ngày hôm trước tao đã dạy mày một mớ khá là nhiều rồi. Bữa hôm nay nè, coi như đây là một cái phép thử cuối cùng. Nếu như mày vượt qua được thì mày chánh thức là đệ tử của tao. Chịu không? Anh Sáu này anh chịu luôn. Thì ngay lập tức, ông thầy Thất này ổng mới lấy ra hai cái lá phù, lá bùa đó. Hai lá bùa màu vàng mà có thêm cái chữ màu vàng ánh kim lên nha. Ổng mới ập vô cái lỗ tai của anh Sáu vậy nè. Ổng kêu mày ngửa cái mặt mày lên, ngửa cái mặt ngang bằng với cái mặt đất vậy nè nha. Xong ổng mới móc ra cái kiếm đồng xu của ổng với lại cái hồ lô bát quái. Đây cũng chính là hai cái vật dụng, hai cái món đồ nghề mà cho anh Sáu hành pháp sau này luôn đó. Cái bình hồ lô bát quái lúc này là trong đó có một cái loại nước, nước gì thì anh Sáu không có biết nha. Khi này thì đã ngửa cái mặt ra rồi. Cái kiếm đồng xu á, thì những cái đồng tiền nó sẽ có lỗ, lỗ lỗ gì nè nha. Ổng mới để cái lưỡi kiếm sao mà nó ngang con mắt của anh Sáu, sao cho hai con mắt của anh Sáu này nó nằm lọt thỏm trong hai cái lỗ của hai cái đồng tiền trên cái kiếm đó. Rồi tiếp theo, ổng mới nhỏ lần lượt những cái giọt nước trong cái bình hồ lô bát quái nè, nhỏ vô con mắt cho anh Sáu. Ổng nhiễu mỗi con mắt từng giọt nha. Cái giọt đầu tiên thì anh Sáu thấy là sao con mắt của mình á, nó nóng rang lên hết trơn, giống như là có ai mà sát ớt hiểm vô mắt của mình vậy đó. Tiếp giọt thứ hai, cái giọt thứ hai này mắt nó lạnh, trời ơi nó lạnh như băng luôn. Rồi qua giọt thứ ba, bình thường, không hề có cảm giác gì hết. Và kể từ cái giọt thứ ba đó anh Sáu mất nhận thức luôn. Trời ơi, sập nguồn, không biết mình đã ngủ, đã nhắm mắt, đã mê man từ bao giờ nghe. Tại vì sau khi mà anh mở mắt ra, anh thấy là anh đang nằm ly bì ở ngay cái chòi lá của ổng á. Trời ơi, mình đã được thay bộ đồ khác rồi, hình như mình nằm mấy ngày trời rồi đó. Hết hồn quá mới chạy qua cái gian phòng thờ, thấy ông đang ngồi bệnh, chạy qua nói thầy ơi thầy ơi thầy, bộ con xỉu á thầy, sao sao mà con nằm hoài vậy thầy ơi. Lúc mà con nằm á, con thấy là có ai dẫn con đi thấy ghê lắm. Ổng mới nói mày thấy cái gì mày kể lại cho tao nghe. Con cũng không biết nữa, tự nhiên con đang ngủ gì nè, cái con mới nghe ai khều con á. Con mở mắt ra thì con thấy có một cái ông đó, ổng màu đen, rồi cái ông đứng kế bên ổng màu trắng, hai ông này bự lắm luôn nha. Cái tự nhiên hai ổng dẫn con, mà dẫn con đi tới cái chỗ nào nó tối hù hà. Con nghe hai ổng nói cái chỗ này là thập điện Diêm Vương, mà con đâu có biết là cái gì đâu.
Rồi xong rồi cái ổng còn dẫn con đi qua cái chỗ gọi là cái gì, lục đạo luân hồi, đúng rồi đó. Mà khi đi vô được cái chỗ đó đó, phải đi qua một cái cầu rất bự nha. Ở dưới nó có cái sông gì nè thầy, mà cái sông này á, nước nó trong lắm. Con đứng con soi mình dưới đó, con không thấy bóng con ở dưới. Chưa đâu, tự nhiên con đi qua cái cầu rồi, con đứng trước một cái cổng, thì con thấy là ở sau lớp cổng này có hai ông nữa. Một ông mặc cái áo giáp kim quang á, kiểu như là cái áo giáp mà vàng vàng đó. Còn một ông nữa, ông này thì trắng, nhìn y chang như mấy cái ông tiên á. Đó, ông tiên thì nghe kể chuyện cổ tích thì mình biết, ổng cầm cái cây phất trần mà nó dài dài như cái bộ râu của ông già. Cái tự nhiên ổng lôi con cái bay mà lơ lửng nó bồng bềnh vậy nè. Cái người mình nó nhẹ dữ lắm nha. Con nhìn thì con thấy là con đang ngồi trên một cái cục mây á, mà nó đi nhanh lắm, lướt qua chỗ này chỗ kia. Hồi nãy là thấy ở dưới địa ngục nha, bây giờ thì con thấy là toàn là những cái y chang như là mấy cái chùa mà bự bự á, toàn là ba cái mái mà nó vàng vàng không à. Rồi con có nghe nói là có đi ngang cái cõi Phật nữa. Con nghe thì con nghĩ là chắc mình chết rồi, tại vì nếu mà tới cái địa ngục hay là cái gì đó thì mình chết mình mới thấy được đúng không, nghe người lớn người ta hay đồn vậy. Cái tự nhiên là ổng mới kêu con ngừng lại, không cho đi nữa, đi về. Tự nhiên con cảm giác giống như có ai mà giật mà kéo con xuống dưới đất á. Con làm một cái hịch gì nè, là con mở mắt ra luôn. Con biết là con đang ở nhà của thầy, nghe y chang trong phim không. Mà thiệt ra cũng không biết cái này có thiệt không, tại vì nó chỉ là giấc mơ của anh Sáu thôi. Khi mà nghe anh Sáu nó kể lại vậy, thì ông thầy thất này, ổng mới nói tính ra, mày cũng có duyên với tao, mày mới thấy được cái giấc mơ đó đó. Thôi, thì kể từ giây phút này, ổng bắt đầu kêu anh Sáu là con, mà xưng là thầy, hoặc là ta, kiểu như là con với ta này nhỏ đó. Tại vì kể từ lúc này nha, mày bái lại thầy đi, coi như mày là đệ tử chân truyền của thầy, ở cái phái này, ở cái nhánh này. Sau này trong cái đoạn đường mày học đạo, mày ra đời rồi đó, thì có thêm những người đồng đạo hay không thì chắc là có, nhưng không biết gặp nhau ở cái đoạn thời gian nào thôi. Tới lúc này nè, anh Sáu mới biết được rằng sư phụ của mình, ổng tu theo cái đạo Mao Sơn Phái. Đạo này bắt nguồn từ Trung Quốc ở bển á. Đó thì hồi đó, lúc mà thầy học từ cái ông sư phụ á, cũng có nhiều đồng môn lắm, kiểu như là những cái người mà chung với mình nè học ông thầy đó, thì sau này lưu lạc hết rồi, tại vì chia thành nhiều nhánh. Ổng từ Trung Quốc ổng lưu lạc về đây mà. Thôi thì bây giờ cái nhánh của ổng chỉ còn của mình nên ổng thôi. Cái quá trình mà mình làm nghề, mình có truyền nghề được cho ai hay không là do cái duyên. Nếu như mà cái người này không có hợp với mình á, thì thôi khỏi, thà mình để cái nghề của mình thất truyền, chứ không được truyền bá tầm bậy tầm bạ, không có truyền cho những cái người không có duyên với mình. Nhớ chưa? Bây giờ nè, con có duyên với thầy rồi thì thầy mới truyền lại cho con. Con nhớ nha, sau khi mà con bái ta làm thầy rồi thì con bắt buộc phải lập một cái lời thề thiên ứng, đó chính là giữ được cái bùa phép này trong tay thì sau này chỉ tuyệt đối là giúp đỡ người ta, không được hơn thua, không có được mà mang cái bùa này ra đấu đá thi thố với ai hết, giúp người không được hại người. Nói xong, hiểu hết trơn những cái ý của thầy mình rồi, hai thầy trò cũng lập một cái bàn để mà coi như kết giao cái tình thầy trò ở đây. Và cái quá trình học đạo của anh Sáu này như thế nào á, thì anh Cường không có kể lại. Anh Cường chính là đệ tử sau này của cậu Sáu đó nghe. Anh Cường nói quá trình học đạo thì cũng khó khăn, cũng gian nan lắm, chưa có kể được lúc này. Thôi mình rút ngắn cái đoạn đó. Sau một năm trời học đạo ở đây, rành rẽ hết trơn rồi đó nha, tuy nhiên chưa có được ra nghề. Giống như mình học nghề hớt tóc, làm nail vậy đó, mình chỉ thực hành trong cái nhà của hai thầy trò mình thôi, chứ chưa có ứng dụng vô cái trường hợp nào cụ thể bị ma tà hết trơn á. Đồng thời ngay lúc này nè, một năm sau, thời điểm đó là cũng ngay tháng 7 âm lịch, tự nhiên có một cái người thanh niên. Cái người này từ dưới đồng bằng ở dưới chợ ở dưới á, lên tới khu vực núi non hiểm trở này để mà tìm tới nhà của thầy thất luôn. Chắc là có chuyện rồi đó. Hồi đó người ta đâu có biết tới danh của thằng Sáu Liêm này là ai, tại vì nó là học trò mới của cái ông thất này mà. Người ta kiếm là kiếm ông sư phụ á. Đó thì cái người mà lặn lội lên tới đây kiếm ông thầy này chính là một cái người thanh niên, thì cũng không tới 30 đâu, còn rất là trẻ. Lên tới đây kiếm trình bày gì nè. Trời ơi thầy, không biết làm sao mà bây giờ nhà anh chị hai của con có chuyện rồi thầy ơi. Chị hai của con thì đang bầu bì đẻ chữa tới nơi rồi, mà là
Không biết sao giờ anh con chết rồi mà con đang nghi ngờ là có người hại vợ chồng anh chị hai con, chứ không phải tự nhiên mà anh hai con chết đâu. Mới vừa sắn vô cái nói vậy, đâu có ai biết ớt giáp gì. Bởi vậy là ông sư phụ, ổng mới hỏi đâu mày nói rõ ràng coi. Thì cái người nam này mới nói á, thiệt ra là cái thời điểm này nè, đất nước mình mới có giải phóng à, chính quyền mới thành lập cũng có, nhưng mà cái chuyện người ta điều tra về những cái vụ án mạng này nọ đó, nó cũng chưa có được sâu sát nữa. Chắc có thể là người ta đang chăm lo cho đời sống người dân này nọ, rồi những cái chuyện này để từ từ tính sau. Thành thử ra là có nhiều cái vụ án nó kỳ quá à. Đặc biệt là vụ án trong nhà của con đây nè, có cái chết mà nó kỳ lắm, con cũng không biết rõ nguyên nhân nữa. Chuyện đó là nhà con chỉ có hai chị em thôi. Bà chị hai của con, bà mới có chồng được có vài năm à. Khi bà có chồng, bà về nhà chồng rồi thì con biết được á, bên phía nhà anh rể của con, ổng chỉ có hai anh em thôi. Ổng thứ hai, còn thằng em trai út nữa. Ông anh hai con tên là Hai Thành, thằng em út của ổng á là thằng Ba Phước. Đó thì lúc mà dì bển, con mới hay ra được, hình như bác xui người ta chết hết rồi. Trước khi người ta chết, người ta cũng có chia tài sản cho anh hai với lại cái người anh thứ ba đó đó. Chia hết, vợ chồng anh hai của con thì ở ngay tại cái nhà thờ, cái nhà hương quả của bác xui. Còn cái người em trai út á, cái người đó thì ở riêng, chắc là cũng bên vợ cho đất đai cất nhà hay gì đó con không có rành. Đại loại là cũng đã ở riêng rồi, anh em không có ở chung với nhau, mà nhà thì cũng gần nha, chứ không có xa. Cái lúc mà chị hai con ưng ông anh rể đó, hai vợ chồng về, thì nói chung kiếm hoài không có con, không biết sao nữa. Rồi cái cộng thêm là thời điểm đó ổng đi làm xa đó thầy, con không biết là ổng làm cái gì, nhưng mà ổng đi buôn bán nhiều khi 1-2 tháng mới về tới nhà. Không biết ổng bán gì con cũng không rành nha. Tuy nhiên cho tới tầm khoảng cái thời gian gần đây nè, mấy tháng con cũng không có nhớ rõ, nhưng mà ông anh rể của con á, ổng đi buôn bán cái đợt đó là ổng về, ổng có mang cho chị hai của con một số tiền rất là lớn, đem tiền đem vàng về rất là nhiều luôn. Kiểu như cái đợt này ổng buôn bán trúng mánh hay là cái gì đó. Nhiều khi con nghĩ không biết có phải là buôn lậu hay không thì con không có rành, con chỉ biết là ổng buôn bán nhiều tiền thôi. Mà cái lần này là cái lần nhiều tiền nhất đây nè. Thấy nhiều tiền quá, như lại lúc này chị hai con cũng đã đậu thai rồi, có bầu rồi. Chị hai con mới nói thôi, buôn bán làm ăn xa nguy hiểm quá hà, thôi thì bây giờ cũng có vốn rồi, nhiều tiền cũng đủ rồi đó, thôi anh làm cái công chuyện gì ở nhà đi, đừng có buôn bán xa nữa. Rồi cái vợ chồng mình sửa sang lại cái nhà này cho nó khang trang lên, mình tự kinh doanh ở nhà đi chứ đi đâu còn chi cho nó cực. Anh rể của anh nghe vậy thì ổng cũng đồng ý luôn. Cái đợt này ổng mang tiền vàng về nhiều lắm luôn, mà chỉ có hai vợ chồng với lại phía bên nhà con biết thôi hà. Đó thì hai vợ chồng cũng kêu người tới sửa sang nhà cửa lại cũng lực bạc lắm nha, khang trang dữ lắm, là bắt đầu quay trở về công việc thường ngày thôi. Nói chung ông anh rể của con là ổng cũng thương bà chị hai con dữ lắm. Bà nói sao là ổng ngang vậy nha. Hai vợ chồng ở nhà chí thú làm ăn, cũng buôn bán rồi cũng đi mần ruộng nha. Tại vì ruộng đất của ổng là cũng con mớ. Hai vợ chồng cũng sinh sống vậy đó. Cái bụng bầu của chị hai con là nó đội bụng rồi, nó cũng bự bự rồi. Thì tự nhiên tới 4 tháng sau, trời ơi mới gần đây đây nè, chị hai con đi ruộng về thì mở cửa ra mới thấy anh hai con ổng chết rồi. Ổng treo cổ trong nhà mà ổng chết tại nhà. Mà trong khi trước đó hai vợ chồng đâu có cự lộn hoặc là đâu có thiếu nợ thiếu nần gì ai đâu, mà tại sao bà nói chồng mình treo cổ chết trong nhà trời. Đi vô thì thấy cứng ngắc cứng đơ, cái người tím ngắt mà cái lưỡi lè ra trơn rồi, sao mà cứu được nữa. Lúc đó thì cũng báo chính quyền ở trên xã, người ta đi xuống, người ta cũng an kết hiện trường này nọ đó, coi xem xét này nọ thôi, coi coi lục trong nhà coi có cái dấu hiệu gì lạ không, sợ là có ai hãm hại anh hai con. Nhưng người ta kết luận là không có ai hại hết, cái này là do tự thôi chứ không ai làm. Sau khi người ta lục soát trong nhà rồi thì người ta mới kiếm ra được một cái tờ giấy. Cái tờ giấy này ghi là cái tờ di chúc. Cái chuyện đáng nói là ở đây đây nè, thầy biết không, cái tờ di chúc này là của chính tay anh hai con ghi. Mà ông ghi á, sau khi tôi chết, tôi nguyện tôi để lại toàn bộ tài sản, nhà cửa, tiền bạc, vàng, dòng, đất đai của tôi, những cái gì ba má cho tôi và tài sản tôi làm được, tất cả những cái tài sản này tôi sẽ chuyển cho Nguyễn Văn Phước và Lê Thị Đào, là em trai ruột duy nhất của tôi cũng như là vợ của em trai tôi. Tôi chuyển nhượng cho hai người này hết. Đại loại trong cái tờ di chúc của anh hai con ghi vậy đó. Thì thầy nghĩ đi, vợ con còn đó,
bầu biền gì đó nè, không để lại di chúc cho vợ con, mà tại sao lại ghi di chúc cho cái thằng em trai ruột của mình chứ, trong khi ai cũng có nhà cửa riêng hết rồi. Mà con nói thầy biết nha, hai anh em, anh hai á, anh rể của con á, ổng cũng chí thú làm ăn cho nên là mới được cửa nhà như vậy. Còn riêng cái người em út, vợ chồng tối ngày ăn chơi không à, bởi vậy nhà cửa đâu có được mà khang trang như vợ chồng anh hai con đâu. Mà con không biết tại sao tự nhiên anh hai con lại ghi là chia tài sản hết trơn cho ổng với bà nữa. Con lạ là lạ chỗ đó đó. Bởi vậy là chị hai con về cũng buồn lắm, mới nói cho ba con nghe. Ba con nói không ấy, bây giờ thôi đi coi thầy đi, tao biết một cái ông thầy trên núi Phú Cường á, là thầy đó. Thì cứ lên chảnh kêu ổng về, ổng gọi hồn thằng anh hai mày thử coi sao, coi anh hai mày có chết oan chết ức không, tại sao anh hai mày chết đột ngột vậy chứ. Tao nghĩ là chắc có cái chuyện gì đó quẩn khúc ở đây đây nè, anh hai mày mới chết như vậy chứ, tại sao lại để hết trơn tài sản vợ chồng thằng kia, đâu có được, sao kỳ vậy. Đây chính là cái lý do tại sao mà con lên tới chỗ này con kiếm thầy đó. Sau khi mà nghe cái người nam trình bày xong thì ông sư phụ ổng mới nói bây giờ nè, lúa mày gom đồ cho ông nội với lại thằng Sáu hai thầy trò tao đi nghe, mày ở nhà mày coi nhà. Sao chịu được, cả năm trời quanh quẩn ở đây không, bây giờ có cơ hội được xuống dưới đi chợ đi búa chơi, giật một giật hai đòi đi theo cho bằng được, đâu có ở nhà. Rồi cuối cùng là ba người cũng khăn gói đi với nhau luôn. Trước khi mà đi thì ông sư phụ ổng có nói với anh Sáu vậy nè, thôi thì từ hồi đó tới giờ gần cả năm trời rồi ha, thầy dạy cho mày quá là nhiều những cái phép, những cái bài chú này nọ. Bây giờ coi như đây là cái lần đầu tiên tao để cho mày tự làm, mày tự thử sức, mày tự coi thử coi cái năng lực của mày có giải dùm cái trường hợp này được hay không nha. Nghe vậy thì mình cũng nửa mừng mà nửa lo. Ê không được, con nghĩ con làm không được đâu, tại vì con chưa có làm mấy cái trường hợp này bao giờ hết. Học thì con học được nhưng mà con sợ con làm không được. Ông nói mày cứ làm, mày làm đi, chừng nào làm không được thì tao tính ha. Vậy đi ha, coi như mày tự làm đi, là cái bài thực hành đầu đời của mày đó. Rồi, thì ông sư phụ mới hỏi tiếp với cái người nam này, vậy chứ anh rể mày chết lâu chưa? Rồi hiện tại chị hai mày sao rồi? Cái bầu sao? Cái người nam kia mới trả lời, dạ anh rể con ảnh mới chết được có mấy bữa hà. Tới ngày hôm nay là ngày thứ 6 nè, còn đang trong cái thất đầu tiên, mừng tuần đó. Ngày mai mới tới cái ngày thứ 7. Còn hiện tại chị của con thì bà cũng đang rầu rĩ muốn chết. Phần là chồng mình chết đột ngột đau đớn quá, phần là bây giờ không biết cái thời gian sắp tới của hai mẹ con sao. Bây giờ nếu như mà chính quyền người ta vô cuộc, người ta xử theo cái tờ di chúc này, thì có nghĩa là tất cả những cái tài sản này chuyển qua cho vợ chồng em út hết trơn. Mà bây giờ bầu bì đẻ chữa tới nơi nữa rồi, tiền bạc ở đâu ra? Trong khi thầy thấy đi, cái gia sản này cũng của chồng công vợ, của vợ chồng chị hai con, sao tự nhiên mà đưa cho vợ chồng nó được, là không chấp nhận được cái chuyện đó. Cho nên hiện tại chị hai con vẫn ở cái nhà đó, nhưng chắc chắn thế nào sắp tới chính quyền người ta cũng sẽ xử lý theo cái tờ di chúc này, là phải có tranh chấp đó. Nhưng làm sao được, giấy tờ có sẵn rồi, anh hai con cũng ghi ổng ký tên cho đó luôn mà. Ông sư phụ mới nói thôi bây giờ cái chuyện này nó cũng lạ quá đi, tao cũng sẽ qua tao giúp. Mà cái người nam này cũng mới chết đây thôi à, mấy bữa. Trong vòng 49 ngày, thường thì những cái vong hồn chết như vậy á, người ta chưa có đầu thai siêu thoát đâu. Một là người ta sẽ ở vòng vòng những cái ti, những cái sở, nói chung là ở dưới âm giới á, để mà sẽ xem xét coi cái tội trạng, cái công trạng sao, rồi sau này người ta tính. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà vong hồn không ở dưới thì người ta sẽ ở lên đên trong một cái cõi, gọi là cái cõi U Minh Trung Giới. Cái thế giới của người không phải, thế giới tầng trên cũng không phải, mà nó ở lưng lửng vậy nè. À, nói chung là người ta vẫn còn quanh quẩn ở đây. Thôi thì bây giờ nè, tranh thủ mày đi về trước đi. Thầy thất ổng nói xong thì bây giờ cái nhiệm vụ còn lại ổng sẽ nhường cho cái người đệ tử của mình là anh Sáu đó. Anh Sáu mới nói cho cái người thanh niên kia nghe, bây giờ anh đi về trước đi, anh về nhà anh ghé chợ đó, anh mua cho tôi một cái đôi bạch lạp, có nghĩa là cái đôi đèn cầy màu trắng đó nghe. Xong đặt người ta làm một cái nhà bằng giấy đốt cho người chết, mua 4 con hình nhân bằng giấy, 2 nam 2 nữ, với lại 3 cây nhang. Nhang này là cái loại nhang bự, nhang đại á nha. Cái cây nhang nó bằng ngón tay cái của mình vậy nè, 3 cây thôi. Rồi thầy trò tôi xuống sau tôi làm cho. Khi mà nghe anh Sáu nói vậy thì ông sư phụ ông mới hỏi, ừ được á, bộ tính làm cái trận mà triệu hồn pháp hả? Anh Sáu nói dạ con tính làm cái đó. Ông nói ừ được.
Tại vì dù sao mày mới nhập môn thôi, mới ra nghề, thì làm cái triệu hồn pháp này á, nó đỡ tốn công, đỡ tốn sức cho mày, mà nó dễ dàng thi triển nữa, làm nó dễ. Nói gì nói chứ cũng phải chuẩn bị, đi cùng lúc với thằng này luôn đi, về nhà mới biết nhà biết cửa người ta ở đâu chứ. Sau khi mà dẫn tới nhà của cái người chị gái á, là cái người chị thứ hai đang mang bầu đó nha, tới nhà này, trong lúc mà cái người em đi mua đồ ra ngoài chợ đặt những cái nhà bằng giấy đem về đó, thì hai anh em nè có dẫn nhau đi ra ngoài chợ, đó chính là anh Sáu với anh Lúa, ra ngoài chợ đi vòng vòng chơi. Tại vì qua bữa sau là cái ngày cúng thất đầu tiên của cái anh hai này. Qua tới sáng ngày hôm sau, đúng ngày thứ bảy đó, thì anh Sáu bắt đầu vào việc thực hành lần đầu tiên trong cái nghề làm thầy pháp Mao Sơn của mình. Thì ảnh mới kêu lấy cho ảnh một cái chiếu để giữa nhà vậy nè. Trải chiếu xong rồi, anh Sáu mới lấy 4 cái lá bùa chiêu hồn để mà dán ở 4 góc chiếu này, gọi là cái linh sàn. Sau đó mới để nguyên cái nhà bằng giấy đã được đặt ngoài chợ ngày hôm qua đó, để ở giữa cái chiếu. Rồi mới để tiếp 4 con hình nhân bằng giấy, 2 nam 2 nữ cũng để ở 4 góc chiếu này luôn. Trước cửa của cái nhà bằng giấy, mình thắp lên cái đôi đèn cầy trắng với lại đốt 3 cái cây nhang bự đó nha. Sau cùng mới lấy ra 2 cái nắp dung, 2 nắp dung bằng gan bằng nhôm nhỏ đó, vỗ vỗ bẹp 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 7 cái liên tục rồi thôi. Trước đó thì anh Sáu cũng đã kêu cái người em này chuẩn bị một cái nhánh trúc. Cái nhánh này nó cũng dài lắm mà nó mỏng lắm nha. Ở đầu của cái nhánh trúc này á, thì anh Sáu có vẽ một cái tờ phướng. Cái này giống như là một cái lá triệu, một cái phướng mà chiêu hồn trong những cái đám ma đó. Thì cái phướng nó dài vậy nè. Anh Sáu có viết một cái câu như thế này: sắc lệnh tam hồn thất phách, tiếp triệu quả tốc hồi gia tan, cấp cấp như luật lệnh. Đại loại giống như đây là một cái phướng để mà triệu hồi vong hồn của người mất trong cái tang gia này về đây có việc cần nhờ. Hai bên của cái lá triệu hồn này nè có gắn thêm 2 cái lồng đèn nữa, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, mà lồng đèn này cũng đã được chuẩn bị sẵn trước đó rồi. Anh Sáu có ghi lên cái lồng đèn đó những cái câu chú giảng sanh đó mọi người. Giảng sanh quyết định chân ngôn: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Đa Địa Dạ Tha Di Dị Đô Bà Tỳ A Di Dị Đa Tắc Đa Bà Tỳ A Di Dị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Dị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Đa Chí Đa Kha Lệ Ta Bà Ha. Nói thẳng ra đó thì cái nhà bằng giấy này cũng rất là bự nha. Để theo điều nó muốn bích luôn nguyên cái chiếu nằm của mình vậy đó. Rồi cái nhánh trúc này nó cũng cao luôn. 2 cái lồng đèn được đốt trong đó là những cái cây đèn cầy á. Khi mà mình cắm cái cây trúc này ở trước cái nhà bằng giấy đó, thì cái lồng đèn cũng treo lơ lửng luôn, treo từ sáng cho tới tối, trong vòng nguyên suốt cái ngày hôm nay. Khi mà mình treo đó, mình sẽ liên tục thay cái cây đèn cầy, mục đích để làm chi? Để nó tạo ra một cái luồng ánh sáng. Không biết nó kết hợp kiểu gì nha, mà khi ở ngoài trời chiều chiều tối tối á, ánh sáng nó tắt hẳn rồi, thì cái ánh sáng của cái cây đèn cầy trong cái lồng đèn màu trắng này nè, nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng nó hắt ra ngoài. Nó hắt làm sao mà nó hắt ngay tại cái cửa của cái nhà bằng giấy á. Nó hắt nguyên một cái đường dẫn từ cái cửa ra thẳng vào cái chiếu gì nè. Mình nhìn nôm na giống như đó là một cái con đường để mà tiếp dẫn vong hồn người ta về cái ngôi nhà này vậy đó. Cho nên sau khi mà làm xong rồi thì anh Sáu mới nói: bây giờ chị cứ yên tâm nghe. Bây giờ chị cúng kiến đãi cho gia đình bình thường đi ha, như là một cái ngày cúng thất bình thường thôi. Nhưng tới tối nay chị ngủ á, chắc chắn chị sẽ được nằm chiêm bao nếu như chồng của chị về. Ba thầy trò của tôi là ngủ ở cái phòng kế bên. Nếu mà chị nằm chiêm bao là chị phải chạy liền, chị nói tôi nghe liền nghe chưa. Còn nếu như mà chị ngủ ngon ơ, chị không thấy gì hết, có nghĩa là chồng của chị không có được về rồi đó. Còn bây giờ thì mấy anh em tôi đi ra chợ chơi một chút nha, chứ cũng muốn đi ra ngoài coi người ta bán cái gì. Đã có gì tối nay tính. Từ sáng cho tới chiều, hai anh em đi hết chỗ này tới chỗ kia luôn. 6 giờ mới chịu về tới nhà. Tới khi mà về đó, thì thấy là ông sư phụ của mình, ổng đang đứng bên hông nhà mà ổng chắp tay sau lưng vậy nè. Ổng cứ nhìn ngó xung quanh cái nhà này hoài, mà anh Sáu không biết là ổng nhìn cái gì, cho nên mới lại hỏi. Thì ông sư phụ ổng nói á: cái nhà này nè, nhìn vậy chứ không có đơn giản đâu nghe con. Tao nhìn là tao thấy là có vấn đề đó. Mày biết tại sao kể từ cái ngày mà thằng này nó chết, nó không có về báo mộng cho vợ của nó được không? Có lý do hết chứ không phải là như không đâu. Bay biết làm sao không?
nguyên cái nhà này là bị thư ếm hết trơn rồi đó. Chứ không phải là giỡn chơi đâu nghe. Mà tao thấy cái thằng nó ếm cái nhà này, thằng này cũng cao tay ấn dữ lắm. Trời ơi trời, cái gì mà ếm thấy ghê vậy, tao đang tìm cách đây nè. Bởi vì anh Sáu nói là cái lúc mà con đi vô là con thấy có cái gì lạ rồi. Nhưng mà chắc do con còn non trẻ quá, con cũng không biết là cái lạ ở đây là cái gì nữa. Tự nhiên bây giờ thầy nói con mới biết luôn á. Thôi thì bây giờ cứ đợi cho hết đêm nay đi, coi cái thằng này có gì nó nói dị dợn hay không. Còn mày vô mày kêu con lúa đó, mày vô coi coi nó phụ được cái gì phụ tiếp nha. Chứ đêm nay là ở nhờ nhà người ta rồi đó. Coi dọn dẹp chỗ ngủ đi. Ba thầy trò, ông sư phụ á thì ông ngủ trên cái chõng, còn con lúa nó trải cái chiếu nằm ở dưới chân kế bên chỗ ông nằm gì nè. Riêng anh Sáu á thì ảnh mới giăng cái võng ngay tại cái cửa, để rủi mà nửa đêm có bất trắc gì á thì nó bước qua cái xác của ảnh trước. Đang ngủ nửa đêm thì tự nhiên mới nghe chạy pịch 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 vô phòng gì nè, la làng quá trời luôn. Thầy ơi thầy, thầy ơi Sáu ơi Sáu, Sáu ơi có chuyện rồi Sáu ơi, trời ơi trời, trời ơi trời. Khóc quá trời luôn. Mà cái tiếng kêu này là cái tiếng kêu của chị hai, cái chị vợ đang mang bầu trong cái nhà này nè. Chị mới vô chị nói với ông sư phụ á, thầy ơi thầy, chồng con chết thầy ơi, mà có người hại chồng con, có người hại rồi lấy cái vong hồn của anh á nhốt rồi luyện bùa hại ngược lại nhà của con, bây giờ nó muốn hại luôn con với đứa nhỏ con trong bụng của con nữa thầy ơi, cứu con thầy ơi, cứu chồng con thầy ơi. Chị quýnh quán dữ lắm. Thì thầy mới kêu bây giờ bay bình tĩnh, bay ngồi xuống kể đầu đuôi cho tao nghe coi bay thấy cái gì. Vừa nói mà sư phụ lôi cái tay của chị hai ra ngoài nhà trước vậy nè, ngồi đàng hoàng tử tế ở ngoài rồi kể nghe coi. Khi đó chị hai bà mới nói á, hồi chiều lúc mà mấy thầy trò thi pháp xong đó thì con cũng vô buồn con nằm. Con biết đêm nay thế nào chồng con cũng về, con chuẩn bị tâm lý hết trơn rồi nha. Nhưng mà con cũng phải ngủ chứ. Nửa đêm cái con mới nghe cái tiếng nó kêu lẹt kẹt lẹt kẹt vậy nè. Con mở mắt ra, con thấy ở ngoài cái cửa buồng á có cái bóng của ai cứ lấp ló qua lỡ vậy nè. Con tưởng đâu mấy thầy trò của thầy không hả. Con mới dán cái cửa màn đi ra thì con thấy bóng của chồng con. Trời ơi trời, ông đứng ngay giữa nhà mà cần cổ của ông ai á xích nguyên cộng với xích mà nó dài, nó dày gì đấy nè. Tay chân bị còng lại trơn, cột xích hết luôn. Con gặp chồng con nhớ chồng con quá, con mới hỏi Anh ơi sao bữa nay mới về vậy anh? Sao anh chết vậy? Hả? Sao chết đột ngột quá, bỏ mẹ con tôi vậy? Hả? Con mới vừa nói vậy thì ổng đi lại gần cái chỗ của con. Ổng mới đưa cái tay vô miệng con nè, bụm lại, không cho con nói. Thì ổng mới nói thiệt lẹ. Ổng mới nói bây giờ nè, em đừng nói chuyện, em đừng có nói chuyện nữa nghe. Tôi bị người ta yếm rồi, người ta yếm xác tôi rồi. Em nhớ, em kêu thầy giỏi, thầy phải thiệt giỏi nha. Thầy giỏi rồi người ta về, người ta đào cái xác tôi lên đi là sẽ biết thôi à. Nhớ đào cái xác tôi lên nha, mà đừng có kêu thầy tào lao nha. Kêu mấy ông thầy tào lao là chết, là hai mẹ con của em chết theo tôi luôn. Có người hại nhà mình rồi, có người hại tôi. Nghe như vậy con mới giọt miệng con hỏi, ủa ai hại anh vậy? Ai hại anh? Anh nói em đi. Hả? Em kêu thầy rồi. Thì ổng mới nói với con á, thà mới vừa nói vậy thôi là giống như có ai á thầy, người ta rịch cái cọng xích của ổng từ phía sau gì nè, ổng giật ngược ra phía sau. Cái ông chạy luôn. Con thì con nhớ chồng con quá, con đâu có nghĩ là mơ. Con cứ chạy theo ổng gì đấy nè. Chạy ra tới cửa nhà rồi, cái cửa đóng cái rầm. Ổng thọt cái tay vô, ổng đẩy con gì nè, đẩy ngược vô nhà. Con nằm con té xuống cái bộ vạc một cái rầm cái gì đó. Con mở mắt ra, con không thấy ổng nữa, mà con thấy con đang nằm ở trong buồng của mình, vẫn là cái chỗ này, mà đèn trong nhà tắt hết trơn rồi. Trời trời, con sợ muốn chết luôn. Con nhớ là cái lời hồi trưa Sáu nói là đêm nay chồng con sẽ về đó, cho nên con chạy qua con kêu mấy thầy trò liền đó nè. Khi mà nghe cái chị hai chỉ kể lại vậy á thì ông sư phụ ổng mới nhìn một lần nữa trong cái nhà này. Ổng nói tao nghe tao biết rồi, tại vì từ hồi chiều tới giờ tao đứng tao nghiền ngẫm cái nhà này nhiều dữ lắm. Tao thấy cái nhà này có rất là nhiều cái thứ lạ, nhưng mà tao chưa có muốn nói ra liền bây giờ. Mà tao hỏi nè, cái nhà này á là mới cất lại đây từ cái hồi mà vợ chồng mày có tiền đúng không? Thì chị hai nói dạ, nhưng mà chỉ sửa thôi chứ không phải là đập bỏ hết rồi cất lại mới nha. Không phải, cái xác nhà cũ của ông bà già là vẫn vậy, nhưng mà thí dụ cái ngói nó có hư, cái cột nó có bị mục gì đó thì thay ra, cái nào hư thì thay. Ông nói cho dù xây mới hay là sửa tao không cần biết,
Nhưng cái nhà này có bị ếm bùa ngay tại chỗ nào đó. Ta biết có. Mà cái người ếm hại bỏ cái lá bùa vô cái nhà này chính là một trong những cái người đã qua đây phụ tiếp vợ chồng mày để mà xây nên cái nhà này. Lúc đó thì chị hai nói là trời ơi, cái lúc mà vợ chồng con sửa nhà đó nha, thì cũng ít người à. Nhờ một vài anh em trong xóm này, với lại nhờ thêm Út nữa, là thằng em ruột của ổng đó. Nhà có hai anh em thôi, thì do là cũng sửa sang ít, cái thời gian sửa nhà chưa tới 1 tháng nữa, đâu có mướn thợ thầy nhiều đâu. Nhưng mà con cũng nằm con suy nghĩ hoài. Con nói á, thứ nhất, cái lá di chúc của chồng con là chồng con để lại cho thằng Út. Cái thứ hai nữa, nếu như mà vợ chồng con tiêu tán, mà thí dụ mà cái nhà này có bị cái gì đi chăng nữa, người mà được lợi nhiều nhất cũng chính là cái thằng em Út của ổng thôi, không ai khác hết trơn á. Vậy chứ bây giờ con hỏi thầy nè, không lẽ nó là em của ổng mà nó bỏ bùa ổng sao thầy? Con cũng nghi nó, nhưng mà con không có cái gì để mà làm bằng chứng hết trơn á. Chứ chòm sớm anh em là chưa bao giờ phật lòng với ai nha. Nghe vậy thì ông sư phụ nói có bùa, nhưng mà thôi, có gì ngày mai đào mã đó, ra ngoài mã sẽ biết. Còn cái nhà này bị ếm một loại bùa, một cái loại bùa rất là độc luôn. Tao nói ra thì tụi bay cũng không có hiểu đâu, nhưng mà thôi, tò mò quá tao cũng sẽ nói. Thiệt ra tao thấy cái loại bùa này rồi, nhưng mà cái bùa này nó không phải bùa lỗ ban, mà nó cũng không phải là cái bùa của người dân tộc nào hết trơn, không phải bùa của người thượng nữa. Cái bùa này tao đã từng thấy một lần trong đời, mà tao thấy hồi cái lúc tao còn đi học đạo bởi cái ông sư phụ của tao bên Trung Quốc á, lâu lắm rồi. Kể từ ngày đó cho tới bây giờ 70-80 tuổi, gần chết gần xuống lỗ tới nơi rồi, tao mới thấy là cái lá bùa này. Bởi vì sao? Bởi vì tao nghĩ bây giờ á, cái thời hiện đại này chắc là người ta không ai còn xài cái lá bùa này nữa. Cái này là một cái loại bùa cổ, nó đã tuyệt chủng, đã thất truyền lâu lắm rồi. Mà bây giờ tao không hiểu, tao lại thấy nó có mặt ở cái nhà này. Tao giải thích từ từ tụi bay nghe. Vợ hai nè, mày nhìn thẳng ra ngoài cái sân nhà mày đi. Bốn cái chậu cây ở bốn góc sân nhà mày hồi đó là ai trồng vậy? Trồng sao mà kỳ cục á? Cái sân thì vuông vức vậy nè, bốn góc sân là bốn chậu cây y chang với nhau, mà ở dưới cái chân, cái gốc cây á, trồng thêm cây ngải nữa. Cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, tao đi vòng vòng xung quanh cái nhà này, tao thấy ở phía xa xa bao bọc cái nhà này có bốn cục đá. Bốn cục đá nó cũng nhỏ nhỏ, nó bằng nắm tay thôi, chứ nó không có bự. Thành thử ra chắc không ai để ý. Khi mà tao nhìn kỹ cục đá này, nó không phải cục đá bình thường, nó trơn bóng mà nó nhẵn gì nè. Nhìn vô tao thấy mỗi cục đá nó có một cái chấm đỏ. Mà theo như tao cảm nhận nha, chưa chắc chắn, tao cảm nhận ở trong đó giống như là mỗi một chấm đỏ là một cái vong linh ở trong gì đó. Đây, tụi bay đứng giữa nhà đi, tao nói cho nghe. Tao hỏi bay nè, có một cái loại bùa nào mà nó vừa cấy được trên người của người ta mà nó vừa sử dụng luôn cái lá bùa đó để tạo ra cái thế trấn yểm này không? Chỉ có cái loại bùa cổ này thôi, rất là lâu đời rồi. Trời ơi, tao nói nghe, đây, đứng ở giữa nhà nè, cái gian nhà thờ nè, bay nhìn lên trên cái nóc nhà đi, chỗ mà cái cục gạch, cái miếng ngói cao nhất trên đó, mặc dầu tụi bay không thấy đâu, nhưng tao dám cá với tụi bay, ở trên đó nó có một cái lá bùa màu đen, cái chữ màu trắng. Cái loại bùa này hồi xưa ông thầy của tao đã cho tao coi, học qua một lần rồi, nhưng mà quá nhiều năm, mấy chục năm tao không thấy nữa, tao tưởng nó tuyệt chủng, bây giờ gặp lại. Nói nôm na cho bay hiểu, cái trận này gọi cho đúng, nó có tên là Tứ Quỷ Ám Hành Liên Tuyệt Trận. Nghĩa là sao? Nghĩa là có một cái người, người ta muốn ám hại cái gia đình mày nè, nó ếm bốn góc nhà bằng bốn cái con quỷ. Thì do cái trận ếm này á, nó sinh ra cái âm khí, nó hút âm khí từ tất cả mọi nơi, nó đổ về cái nhà này. Âm khí đổ về đây có hai cái mục đích. Thứ nhất là để nuôi bốn cái vong ở bốn góc nhà ha. Thứ hai á, là để cho nó tiêu tan đi cái dương khí trong nhà này, cho cái người gia chủ của cái nhà này từ từ yếu rồi bệnh rồi chết. Bệnh tật triền miên, nó sanh bệnh hoài luôn. Cứ nằm trong một cái chỗ mà toàn là âm khí không, mày không bệnh mày cũng sẽ chết từ từ nữa. Chưa hết, cái mục đích cao nhất của nó, tới khi mà cái người gia chủ này bị bệnh rất là nhiều, rất nặng rồi, không còn làm chủ được bản thân của mình nữa, âm khí nhiều hơn dương khí, thì cái thằng mà nó điều khiển cái lá bùa đó, cái thằng đã để lá bùa ở đây tạo ra cái trận này,
nó chính là cái người đứng ở đầu dây bên kia, mà nó chỉ cần sử dụng một cái phép của nó có thể điều khiển luôn cái người gia chủ đang bị hành này nè. Nó khiến cho người gia chủ làm những cái việc mà người ta không có thể nào chủ động được. Cái thằng làm bùa nó muốn mày làm gì đó thì mày phải làm y chang đó. Mày không thể nào làm khác gì được đó. Mày đang bị điều khiển. Và cuối cùng là mày chết, nguyên cả cái gia đình của mày tiêu tan hết trơn. Cái độc ác của cái bùa này là như vậy đó. Biết tại sao mà thầy nói vậy không? Là tại vì tao đang muốn nói tới cái tờ di chúc của chồng bay. Cái tờ di chúc này thiệt ra là do chồng bay viết, mà cũng không phải chồng bay viết nữa. Là tại vì chữ nghĩa là của thằng chồng bay, nhưng cái ý đồ viết không phải thằng chồng bay viết. Khi mà thằng chồng bay nó đã yếu quá rồi thì cái thằng mà luyện bùa nó điều khiển thằng chồng bay để mà viết ra cái tờ di chúc này, chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cái thằng em trai út của nó đó. Nói tới đây thì khỏi cần phải bàn luận gì nhiều, trong lòng ai cũng nghĩ có thể là vợ chồng của thằng út, vợ chồng của thằng đó muốn hại anh hai mình để mà lấy tài sản đây nè. Nhưng hiện tại chưa có cái bằng chứng gì xác thực để mà đổ thừa cho người ta hết. Thôi thì cứ tạm thời lặng vậy. Ông sư phụ ông đứng mà ông lái qua cái chuyện khác, ông cứ dạy cái chuyện đời chuyện đạo cho anh Sáu nghe không à. Không biết tại làm sao mà ông cứ nói hoài vậy đó. Đại loại ông nói là cái thời chiến tranh á, thầy cũng rất là nhiều, nhưng mà do phải chạy loạn mà, đâu phải mình sử dụng cái bùa mình đánh giặc được đâu. Không có, không xài vậy được. Tại cái bùa này không có hại người, chỉ có đi giúp người được thì thôi. Cho nên là trong cái quá trình chạy loạn, rất là nhiều người đã chết, rồi nhiều khi không có giữ được cái đạo. Bởi vậy có gì tao dạy mày trước nè, hòa bình lập lại rồi ha, nhớ giữ cái bổn căn cho nó thanh sạch, đừng có hại ai nha con, để mà giữ cái nghề của mình được lâu dài. Chứ tao cuối đời tao cũng có duyên, chứ cuối đời tao cũng có duyên là tao truyền nghề cho mày. Còn mày á, cái duyên của mày với nghề bao nhiêu năm tao không chắc nha. Có khi mày làm được vài năm mày hết duyên thì thôi, mày trở thành người bình thường, không có gì hết. Ông cứ giải hoài mà không biết có cái chuyện gì hay là có cái điềm gì hay không, mà cứ ngồi cứ nói chuyện đời chuyện đạo hoài vậy đó. Nói xong hồi cũng gần sáng luôn rồi. Thì cái chị hai nè, chị mới nói thầy ơi, vậy chắc tới sáng á, con qua con nhờ mấy anh chị trong xóm này, có gì sáng sớm rồi đào mã mồ chồng con lên nha, con có cái gì, chứ chồng con nói vậy con cũng lo quá trời hà. Ông mới nói từ từ, ông mới nói từ từ đi con, từ từ, không có gấp, nếu mày đi kêu thì mày đi kêu đi, nhưng mà nhớ nói với người ta là giờ chánh ngọ đó, 12 giờ trưa hả đào, chứ đừng có đào sớm quá nghe. Tại vì cái giờ đó là cái giờ mà khí dương nó cực thịnh, mình đào mới được. Và cái phần chuyện đầu tiên của câu chuyện này nó sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Chỉ còn một phần nữa thôi là Duy sẽ kết thúc toàn bộ câu chuyện luôn. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần chuyện cuối cùng của tập chuyện này nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.